Cầm lên sập luôn bạn ạ. Đang làm kỹ thuật. Xin kính chào tất cả quý vị các bạn, chúng ta cùng đến với giải bóng đá Thọ Xuân League Season 2 năm 2022. Hoàng Đình Hưng, Nguyễn Hải Đăng, Đỗ Hữu Hướng, Đỗ Viết Bình và Phạm Văn Tuấn. Và trận đấu chúng ta đã được diễn ra. Một trong những giải đấu nguy hiểm. Pha đánh đầu, cơ hội đầu tiên được thuộc về bên phía Xuân Thiên. Lê Đình Hùng rất bình tĩnh. Vẫn là Tuấn Anh. Những pha JQKK rất tốt của bên phía Xuân Thiên 29. Nhưng chưa có một cây át nào dành cho bên phía Xuân Thiên. Một pha cửa lòng từ rất xa của đội trưởng Ngọc Tùng bên phía Xuân Thiên 29. Văn Hội không hề có lỗi, đội trưởng Ngọc Tùng. Phản công dành cho bên phía Xuân Thiên 29. Xuống đáy. Và như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu. Một pha phản công mẫu mực của Xuân Thiên 29. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng phản công vừa rồi của bên phía Xuân Thiên 29. Một pha phản công mẫu mực của đội bóng áo đỏ của mình. Viết Bình lắc bóng rồi, vẫn là Viết Bình. Pha lắc bóng của Viết Bình là rất hay rồi. Văn Hội sút bóng. Rất đáng tiếc trong pha đặt lòng cuối cùng của Tuấn Anh. Nguy hiểm. Sút bóng. Người tung ra cú sút vừa rồi. Đứng trước bóng hiện tại đang là Văn Hội. Sút bóng. Đến sân Thành Phát trong buổi chiều ngày hôm nay xem trận đấu Thọ Xuân League. Trương Tuấn Anh, cơ hội dành cho bên phía Xuân Thiên. Pha bay người cứu thua điểm 10 của thủ môn Thành Trung, Đình Trung của bên phía Xuân Lập. Cơ hội vừa rồi được Tuấn Anh trao cho đồng đội của mình. Văn Tuấn. Viết Bình. Bảo mọi người ngồi xuống. Mày làm sao? Chính xác. Bàn thắng cân bằng tỷ số dành cho bên phía Xuân Lập ngay trong hiệp 2 thôi. Thì bên phía Xuân Lập họ đã có bàn thắng trên chấm penalty. Chúng ta cùng xem lại pha đá phạt penalty thành bàn vừa rồi của Viết Bình. Văn Hội. Pha cứu thua điểm 10 của thủ môn Văn Đạt trong bóng vừa rồi. Người vừa tung ra cú lắc đầu vừa rồi bên phía Xuân Lập. Văn Hội. Nguy hiểm. Hoàng Đình Hưng. Duy Tân. Pha dứt điểm rất nhanh đến từ Duy Tân. Văn Hội. Tỉa khe rất tốt. Nguy hiểm. Tiếp tục là pha cứu thua rất tốt của thủ môn Văn Đạt. Pha sút bóng thẳng vừa rồi của Quang Long. Đây là Viết Bình, sút bóng. Và như vậy tỷ số lên thành 2-1 dành cho bên phía Xuân Lập. Pha sút bóng mẫu mực của Viết Bình. Ngay lập tức lợi thế hơn người được bên phía Xuân Lập. Họ truyền tải thành bàn thắng. 2-1 dành cho bên phía Xuân Lập. Và người đều điền tên mình lên bàn thắng trên bảng tỷ số đó là Viết Bình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng cực kỳ đẳng cấp của Viết Bình
với pha sút xa như bố ổ của mình. Văn Hội sút bóng, pha quăng chân vừa rồi là Hoàng Đình Hưng. Viết Bình, cơ hội tiếp theo dành cho bên phía Xuân Lập. Quá khó khăn với trường thủ này. Người đeo ba lô anh trong vừa rồi là quang cảnh. Viết Bình. Và làm tường rất ngon từ Viết Bình. Vẫn là Viết Bình. Nguy hiểm. Văn Hội. Máy chạy của bên phía Xuân Lập. Và như vậy trận đấu chúng ta đã được kết thúc. Xin chúc mừng Xuân Lập đã có trận ra sân, ra quân tại giải bóng đá Thọ Xuân League Season 2 năm 2022 với một chiến thắng trước Xuân Tiên 29.